qua rồi đấy. Ngày em đi, em hứa em đợi anh, em chờ anh. Nhưng rồi em lại thay đổi, anh lại chờ, chờ ngày em vào thăm anh, chờ những bức thư của em. Nhưng rồi anh chẳng thấy gì cả, và anh hiểu ra anh đã mất em thật rồi. Thằng con trai lớn ở tuổi 18 mới bước ra khỏi hệ phổ thông, tay cầm tờ giấy lệnh gọi nhập ngũ tuổi trẻ cậy bảo vệ núi sâu. Rời xa gia đình đặc biệt em yêu, nó bắt đầu bước vào quân ngũ. Nó vẫn vững tin giữa chọn lời thề, rồi cho phía trước là mây mù. Nó yêu một người con gái, mái tóc thật dài tựa như mây. Nó yêu một người con gái, ánh mắt dịu hiền, nụ cười thật thơm ngây. Ngày bước lên xe siết chặt đôi tay em, nói em thương anh nhiều lắm. Dù cho khoảng cách có là bao xa, em vẫn sẽ đợi dù 10 năm. Ngày anh ra đi cầm vải bông hoa, anh đem nỗi buồn sâu vào mắt. Anh tạm biệt em với một nụ hôn, siết vòng tay ôm em thật chặt. Anh đi rồi anh sẽ quay trở về, tạm chăm giấc ngủ có bao lâu. Anh đi đã có bạn bè đồng chí, sương gió anh sẽ chẳng sao đâu. Xe dần lăn bánh, nước mắt lăn dài, dáng em bé nhỏ dần khuất xa. Ngoảnh đầu nhìn lại cô la thật to một câu, em mà chờ anh nha. Ngồi trong xe anh có gào thật lớn, em cũng chẳng rõ lời anh la. Anh tự an ủi, phải cố gắng lên rồi em cũng sẽ đợi anh mà. Hai năm nghĩa vụ nào ngờ tay trắng, nào đâu có ngờ anh mất em. Trước ngày anh đi em hứa thật nhiều, em hứa những gì em nhớ xem. Em hứa một lòng một dạ em sẽ luôn luôn đợi chờ anh mãi mãi. Nhưng sao thời gian xa cách bây giờ thay đổi, em lại đợi chờ ai? Cũng vì nghĩa vụ trả nợ non sông để rồi trái tim anh vỡ nát. Tình yêu khi xưa cho anh giờ đây em lại đem trao cho người khác. Anh đi nghĩa vụ em đi theo ai để khi một mình anh ngơ ngác? Cuộc đời thằng lính có tội tình chi mà sao người ta nó vụ bạc? Tháng tháng ngày ngày cứ thế trôi qua anh chẳng còn thấy em vào thăm. Anh tự nhủ lòng chắc em cũng bận, thời gian thấm thoát gần một năm. Sáng ra thao trường bên khẩu AK, tối về đợi em trong giấc ngủ. Ngày ngày tháng tháng gió rít trời đông, mưa rơi mùa hạ rồi sang thu. Mỗi sáng chủ nhật anh ra ghế ngồi ngóng đợi những dòng thư em viết. Cánh phượng lại rơi lặng lẽ bên thềm, cuối năm nghỉ học chắc em lên. Là thư bạn hiền gửi từ quê xa, người yêu của mày theo thằng khác. Nước mắt rưng rưng cố gắng vì em mà sao bây giờ em phụ bạc. Em vui vẻ một nơi, anh lặng lẽ phương trời. Nó bảo yêu lính chẳng có tương lai, nó theo thằng khác rồi bạn ơi. Vẫn là thằng lính vất vả đêm ngày bảo vệ tổ quốc có gì sai. Trái tim nhói buốt quặn thắt từng cơ, nhưng thôi số phận đã an bài. Ngày anh xuất ngũ tạm biệt trên khu, ghé thăm mẹ cha già yêu dấu. Rồi anh cũng ghé cầm theo chút quà sang em gửi lời hỏi thăm nhau. Còn em lòng ngóng nép sau lưng mẹ em nói con chào chú đi con. Anh kệ cười buồn, hai năm nghĩa vụ đã hiểu thế nào là sắc son. Hai năm nghĩa vụ nào ngờ tay trắng, nào đâu có ngờ anh mất em. Trước ngày anh đi em hứa thật nhiều, em hứa những gì em nhớ xem. Em hứa một lòng một dạ em sẽ luôn luôn đợi chờ anh mãi mãi. Nhưng sao thời gian xa cách bây giờ thay đổi, em lại đợi chờ ai? Cũng vì nghĩa vụ trả nợ non sông để rồi trái tim anh vỡ nát. Tình yêu khi xưa cho anh giờ đây em lại đem trao cho người khác. Anh đi nghĩa vụ em đi theo ai để khi một mình anh ngơ ngác? Cuộc đời thằng lính có tội tình chi mà sao người ta nó phụ bạc?